Những người trong giới tài chính, thậm chí là những người chỉ có dính dáng đôi chút đến thị trường cổ phiếu hay hàng hóa cũng đã từng theo dõi hoặc nghe qua cái tên Fed, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Fed là một trong những ngân hàng trung ương quyền lực bậc nhất thế giới, khi mỗi chính sách mà nó đưa ra không chỉ tác động đến nền kinh tế Mỹ mà còn có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử Fed, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Cuộc khủng hoảng năm 1907, tiền đề cho sự ra đời của Fed. Đầu thế kỷ 20, Anh và Mỹ có cách tiếp cận với khu vực ngân hàng rất khác nhau. Ngân hàng Trung ương Anh là cơ quan đầy quyền lực và là cơ quan giám sát chặt chẽ hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ ở một thái cực hoàn toàn khác. Ngay sau khi nước Mỹ được thành lập, Quốc hội đã có hai lần có ý định thành lập một ngân hàng trung ương, nhưng nỗ lực này đã thất bại do vấp phải sự phản đối về việc tập trung quyền lực tài chính. Một hệ thống không tập trung và có quy mô nhỏ hơn dần định hình và phát triển. Người Mỹ cho rằng các ngân hàng có thể tự quản lý bản thân. Tuy nhiên, một loạt biến động trong lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ vào các năm 1873, 1893 và đỉnh điểm là vào năm 1907 cho thấy một hệ thống ngân hàng trung ương là cần thiết để điều phối thị trường. Năm 1907, Mỹ đã có 22.000 ngân hàng, tức là cứ 4.000 dân sẽ có một ngân hàng. Ở hầu hết các thị trấn, người ta có thể lựa chọn giữa các ngân hàng địa phương hoặc ngân hàng được quản lý bởi nhà nước. Mặc dù đứng trước nhiều lựa chọn, các nhà đầu tư thành thị thường có xu hướng chọn các công ty tín thác. Loại hình này xuất hiện vào đầu những năm 1890, lấy tiền gửi của khách hàng đi đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Đến năm 1907, chúng còn thực hiện những hoạt động rủi ro hơn, bảo lãnh và phân phối cổ phần, sở hữu và điều hành các dự án bất động sản và đường sắt. Nói một cách ngắn gọn, các công ty tín thác đã trở thành ngân hàng. Từ năm 1896 đến năm 1906, Mỹ có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt gần 5%. Đây là điều phi thường khi những thảm họa như đám cháy Baltimore năm 1904 và trận động đất ở San Francisco năm 1906 đã lấy đi khoảng 2% GDP. Bạn sẽ cho rằng người Mỹ rất biết ơn vì mọi thứ vẫn đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, có hai kẻ tham lam là Augustus Heinzer và Charles Morse muốn nhiều hơn nữa. Hai nhân viên ngân hàng này đã vay một lượng lớn tiền và sử dụng chúng để thao túng giá cổ phiếu United Copper. Nền kinh tế Mỹ bắt đầu giảm tốc vào năm 1907, khiến giá của một số loại hàng hóa lao dốc, trong đó có kim loại. Cổ phiếu của United Copper giảm mạnh, khoản lỗ của Heinzer và Morse càng bị khuếch đại do tỷ lệ đòn bẩy quá lớn. Để ngăn chặn đà giảm của thị trường, hai người bắt đầu sử dụng đến số vốn của ngân hàng của họ. Điều này gây rắc rối cho một nhóm các ngân hàng nhỏ hơn, gây nên lỗ dây chuyền và cuối cùng ảnh hưởng đến cả một công ty tín thác có tên là Knickerbocker Trust, nằm ở góc phố giao giữa phố 34 và đại lộ 5 Manhattan. Tiền gửi tại Knickerbocker Trust đã tăng từ 10 triệu năm 1897 lên hơn 60 triệu năm 1907, biến nó thành quỹ tín thác lớn thứ 3 ở Mỹ. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 1907, khi tin tức về chuỗi khủng hoảng của cặp đôi Heinzer Morse bắt đầu xuất hiện, người gửi tiền đổ xô xếp hàng trước cửa của Knickerbocker Trust để đòi rút tiền. Trong chưa đầy một ngày, công ty này đã phải trả 8 triệu đô và thậm chí phải từ chối một số yêu cầu. Sự hoảng loạn lan đến các công ty tín thác khác. The Trust Company of America là nạn nhân tiếp theo, và sau đó là Lincoln Trust. Một số người dân New York đã chuyển tiền từ công ty này sang công ty khác. Khi hệ thống tài chính rõ ràng không còn an toàn, người Mỹ bắt đầu cất trữ tiền mặt ngay tại nhà. Tưởng chừng như cuộc khủng hoảng sẽ nhấn chìm nước Mỹ, tuy nhiên, Mỹ vẫn tăng trưởng 1,9% trong năm 1907. Khi cơn hoảng loạn lan tràn và lãi suất tăng vọt lên 125%, trong một diễn biến kịch tính nhất trong toàn bộ lịch sử tài chính Mỹ, ông trùm Morgan nhảy vào cuộc. Morgan đã triệu tập các chủ ngân hàng lớn tới nhà riêng của mình tại khu Murray Hill gần Manhattan và tuyên bố không cho ai ra về chừng nào mọi người chưa thống nhất xong một kế hoạch giải cứu, bao gồm những cam kết tài chính cụ thể của từng ngân hàng, nhằm mục đích giành lại niềm tin của thị trường. Tập thể các đại gia ngân hàng này đã bơm thêm tiền mặt vào để nhằm cứu vãn thị trường. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ. Người gửi tiền trên khắp nước Mỹ bắt đầu tháo chạy khỏi các ngân hàng. Cảm nhận được viễn cảnh sụp đổ, nhiều ngân hàng tuyên bố kỳ nghỉ khẩn cấp. Những ngân hàng còn mở cửa thì hạn chế rút tiền. Và mặc dù nền kinh tế tăng trưởng khá tốt xét trong tình hình hỗn loạn lúc đó, sự kiện ở New York dẫn đến tình trạng thiếu tiền trên toàn nước Mỹ. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề với sản lượng toàn quốc giảm 11% từ năm 1907 đến năm 1908. Hệ quả của đợt hỗn loạn nổi tiếng năm 1907
là các ngân hàng tư nhân tham gia vào cuộc giải cứu nói trên đều thống nhất rằng nước Mỹ khi đó cần có một ngân hàng trung ương do chính phủ thành lập. Ngân hàng này có khả năng phát hành tiền hoặc các công cụ tài chính tương đương để giải cứu hệ thống ngân hàng tư nhân khi được yêu cầu. Các ngân hàng cần một thiết chế do chính phủ tài trợ, có khả năng cho họ vay một số lượng tiền mặt không giới hạn với nhiều loại tài sản thế chấp khác nhau. Họ cũng nhận ra rằng không phải lúc nào cũng sẵn có một ông trùm ngân hàng cỡ như ngài JP Morgan. Hơn nữa, những đợt khủng hoảng trong tương lai có thể cần những giải pháp vượt ra ngoài nguồn lực và tài năng của chính Morgan. Nước Mỹ cần có một ngân hàng trung ương với vai trò người bảo trợ cuối cùng. Đảo Jekyll thần bí, cái nôi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đêm ngày 22 tháng 11 năm 1910, một đoàn tàu với rèm che kín mít chậm rãi tiến về miền Nam. Những người ngồi trong toa tàu đều là những nhà tài phiệt ngân hàng quan trọng nhất của nước Mỹ và không một ai trong số họ biết được mục đích của chuyến đi này. Điểm dừng cuối cùng của đoàn tàu là đảo Jekyll, thuộc bang Georgia, xa mấy trăm dặm. Jekyll là một quần đảo thuộc quyền sở hữu của những nhân vật giàu có siêu hạng từ nước Mỹ. Các thế lực tay to mặt lớn mà đứng đầu đó là JP Morgan đã thành lập một câu lạc bộ đi săn trên đảo Jekyll. Một phần sáu của cải thế giới dồn vào tay các hội viên của câu lạc bộ này và tư cách hội viên chỉ có thể kế thừa chứ không thể chuyển nhượng. Lúc này câu lạc bộ nhận được thông báo có người cần sử dụng hội sở của câu lạc bộ này trong khoảng 2 tuần. Và như vậy trong khoảng thời gian này, tất cả các thành viên không được phép sử dụng hội sở. Toàn bộ nhân viên phục vụ của hội sở đều là những người được bố trí đến từ đất liền và khi phục vụ các vị khách VIP này, họ chỉ được xưng tên chứ tuyệt đối không được sử dụng họ. Trong phạm vi 50 dặm, hội sở được bảo đảm xung quanh không có sự xuất hiện của bất cứ một tay sang tên nào. Ngay sau khi công việc chuẩn bị hoàn tất, những vị khách này bắt đầu xuất hiện tại hội sở. Tham gia hội nghị tuyệt mật này có Nelson Eldridge, thượng nghị sĩ, chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, ông ngoại của Nelson Rockefeller, APR Andrew, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Frank Vandeleft, chủ tịch National City Bank, Henry P. Davidson, cổ đông cao cấp của công ty JP Morgan, Charles D. Norton, chủ tịch First National Bank và Benjamin Strong, trợ lý của JP Morgan. Ngoài ra còn có Paul Warburg, một công dân di cư gốc Do Thái đến từ nước Đức. Năm 1901, Paul đã đến Mỹ và hùng một khoản vốn lớn vào công ty Kuhn Lomond. Ông là đại diện của dòng họ Rothschild ở Anh và Pháp, đồng thời sẽ đảm nhận chức tổng công trình sư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kiêm chủ tịch đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những nhân vật quan trọng này đến hòn đảo nhỏ hẻo lánh mà chẳng có hứng thú gì với việc săn bắn. Họ mất một tuần để bàn luận, thậm chí là tranh cãi để cho ra đời dự luật Eldridge. Đó sẽ là phác thảo đầu tiên của hệ thống dự trữ liên bang Mỹ, Federal Reserve System. Phải mất thêm 3 năm nữa để thông qua đạo luật dự trữ liên bang Federal Reserve Act. Đây là cái tên chính thức của dự luật Eldridge nói trên. Đạo luật này thông qua với đa số áp đảo từ Quốc hội. Ngày 23 tháng 12, 1913, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã ký luật dự trữ liên bang, qua đó thành lập Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Fed chính thức đi vào hoạt động năm 1915, đóng vai trò chủ chốt tài trợ các nỗ lực chiến tranh của Mỹ và phe liên minh trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Frank Vandeleft, một người từng tham gia hội nghị ở đảo Jekyll, đã viết trong tự truyện của mình: mặc dù những kế hoạch về quỹ dự trữ liên bang của Anrich đã không được thông qua với cái tên của ông, nhưng những điều cơ bản nhất đều nằm trong dự luật được thông qua sau này của Fed. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Ngân hàng Trung ương đặc biệt chống khủng hoảng kinh tế. Đạo luật dự trữ liên bang năm 1913 bao hàm rất nhiều ý tưởng do Eldridge và Warburg khởi xướng để chống lại sự phản đối với mô hình ngân hàng trung ương tại Mỹ. Thể chế mới này sẽ không mang tên ngân hàng trung ương mà được gọi là hệ thống dự trữ liên bang Federal Reserve System. Đây cũng không phải là một thể chế riêng lẻ mà là một tập hợp các ngân hàng dự trữ của từng khu vực được điều hành bởi một ban thống đốc Federal Reserve Board. Các thành viên của hội đồng này do tổng thống đề cử và quốc hội phê chuẩn chứ không phải do các ngân hàng bầu lên. Có thể nói cấu trúc của Fed rất khác biệt so với các ngân hàng trung ương khác. Ở Fed tồn tại 4 cấp: Hội đồng thống đốc, Ủy ban thị trường mở FOMC, 12 ngân hàng chi nhánh và các ngân hàng thành viên khác nhỏ hơn. Hội đồng thống đốc là bộ phận chịu trách nhiệm về phần lớn các chính sách tiền tệ. 7 người nằm trong hội đồng này được thống đốc đề cử và được thượng viện thông qua.
Hội đồng thống đốc của Fed là cơ quan độc lập của chính phủ liên bang, không chịu sự can thiệp của Quốc hội. Các thành viên của hội đồng được quyền miễn yêu cầu của các cơ quan lập pháp và hành pháp, nhưng định kỳ phải báo cáo trước Quốc hội. Cấp tiếp theo là Ủy ban Thị trường Mở, FOMC. Ủy ban gồm có 7 thành viên của hội đồng thống đốc cùng với chủ tịch của 5 ngân hàng chi nhánh. Những ngân hàng chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ nhỏ hơn. Mỗi ngân hàng có một chủ tịch và kiểm soát hàng nghìn ngân hàng thành viên trong khu vực đó. Thuở sơ khai, nhiệm vụ đầu tiên của Fed là điều hòa để đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng nhằm tránh hoảng loạn trong trường hợp có một tổ chức ngân hàng tín dụng nào vỡ nợ. Vai trò này vẫn được Fed chu toàn đến ngày hôm nay. Ngoài ra, Fed còn đóng vai cơ quan điều tiết, chính là đơn vị phát hành tiền và cho vay thay vì trước đó mạnh ai nấy in tiền. Lãi suất ngân hàng đều giao phó cho thị trường trên cơ sở cạnh tranh hoàn toàn giữa các ngân hàng. Về sau, cơ quan này còn có nhiệm vụ ổn định giá cả, công ăn việc làm và ấn định lãi suất dài hạn. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, can thiệp của Fed trong giai đoạn 2008-2013, ai cũng đều biết rõ, hạ lãi suất xuống mức thấp nhất để đảm bảo thanh khoản. Fed thực sự đã trở thành đơn vị dẫn đường tránh khủng hoảng kinh tế trong khoảng thời gian này khi đưa ra chương trình kích cầu với tên gọi quen thuộc nới lỏng định lượng Quantitative Easing QE. Theo chương trình này, hàng tháng Fed đã cung ứng một lượng tiền là 85 tỷ đô la Mỹ để mua lại trái phiếu và tài sản rủi ro. Đầu năm 2013, khi thấy nền kinh tế nước Mỹ có dấu hiệu hồi phục, Fed đã quyết định giảm xuống còn 75 tỷ đô la cho chương trình này tính từ tháng 1 năm 2014 trở đi. Tuy nhiên, Fed cũng hứng chịu nhiều chỉ trích phê bình từ nhiều người trong giới tài chính ngân hàng, kể cả không ít nhà lãnh đạo của các nước trên thế giới. Họ cho rằng có lúc, đặc biệt thời khi Alan Greenspan còn làm chủ tịch của Fed, chính Fed là nơi châm ngòi kích động khủng hoảng tài chính 2007-2008. Dưới triều đại này, cách thức giao dịch truyền thống mặt nhìn mặt đã bị xóa sổ, để nhiều sàn chứng khoán và kỳ hạn nhảy sang giao dịch bằng các hệ thống máy tính điện tử. Giá cổ phiếu và kỳ hạn hàng hóa phình lên như bong bóng cũng bắt đầu từ đó, những khớp lệnh tự động vô tình và vô hồn. Tệ hơn nữa, theo đà hám lợi và để khuyến khích giải tỏa khó khăn trên thị trường bất động sản vốn giá đã bị bơm quá cao tại Mỹ. Trong giai đoạn này, Fed đã bật đèn xanh cho các ngân hàng cho vay bất kỳ ai, dù người được cung cấp tín dụng có khả năng trả nợ hay là không. Đến khi có người vỡ nợ ra, kéo thanh dây chuyền, thị trường bất động sản và hệ thống tài chính ngân hàng bị kéo vào cơn lốc khủng hoảng kinh tế tài chính chưa từng thấy. Tại sao Fed lại có thể tác động đến nền kinh tế toàn cầu? Ngày nay, đồng đô la Mỹ đã trở thành đồng tiền chung cho vô vàn hoạt động thương mại quốc tế, được dùng để định giá cho nhiều hàng hóa trao đổi khác nhau, đặc biệt đối với các mặt hàng quan trọng trên thị trường thế giới như vàng, dầu mỏ. Vì thế mà Cục Dự trữ Liên bang, Fed, là cơ quan kiểm soát đồng đô la nên có thể có khả năng tác động gián tiếp kiểm soát thị trường toàn cầu. Điều đó khiến cho mọi động thái chính sách của Fed đều được cả thế giới đón chờ, bởi tất cả những gì tác động đến nền kinh tế Hoa Kỳ, đến đồng đô la Mỹ thì đều sẽ tác động đến nền kinh tế thế giới. Ngoài ra, kho dự trữ của Fed còn là nơi tập trung tiền và vàng nhiều nhất trên thế giới. Ngân hàng New York dự trữ lên đến 25% trữ lượng vàng thế giới, hầu hết là vàng nước ngoài gửi vào. Fed sử dụng 3 công cụ chính để tác động đến chính sách tiền tệ, đó là mua và bán trái phiếu chính phủ, quy định lượng tiền mặt dự trữ và thay đổi lãi suất các khoản vay từ Fed. Đơn cử như để giải quyết khủng hoảng 2008, các gói kích thích kinh tế QE của Fed bơm tiền vào hàng nghìn tỷ đô bằng cách mua lại trái phiếu chính phủ cùng một số những loại tài sản rủi ro khác. Một mặt, việc này giúp ổn định tình hình tín dụng tại Mỹ, mặt khác lại làm đồng đô la mất giá nghiêm trọng. Khi đó, giá vàng thế giới cùng giá của các hàng hóa khác tăng cao, khiến nhiều nước rơi vào tình trạng khó khăn. Những vị chủ tịch quyền lực và cảm giác khi ngồi trên ghế nóng. Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là người đứng đầu Fed và là chức vụ do Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm, đồng thời được Thượng viện Hoa Kỳ chấp nhận. Tuy nhiên, chức vụ này không phải là một vị trí trong nội các. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang là 4 năm và mỗi năm 2 lần. Vị chủ tịch này phải chịu điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ. Hiện nay, chức chủ tịch của Fed vẫn nắm trong tay quyền lực điều hành hơi thở nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng như có ảnh hưởng lớn tới phần lớn các nền kinh tế khác nhau trên toàn cầu. Những biến động của thị trường chứng khoán, trái phiếu và tỷ giá đều phụ thuộc vào những thông điệp mà Chủ tịch Fed đưa ra. Tuy nhiên, nói về hành trình quyền lực của mình, các đời chủ tịch của Fed đều cho rằng ngồi trên chiếc ghế này không hề có cảm giác giống như một vị thần. Bạn không thể làm điều mà bạn thực sự muốn. Cảm giác ngồi trên chiếc ghế này như là ai đó đã đưa cho chúng tôi một sợi dây để tự treo chính mình. Paul Volcker, vị chủ tịch đã điều hành Fed từ 1979 đến 1987, cho biết trong một sự kiện ở New York.
Ben Bernanke, vị chủ tịch trong giai đoạn 2006-2014 đỉnh cao của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, đã gọi Fed là một tổ chức tuyệt vời, không phải là cuộc trình diễn của một cá nhân nào. Chúng tôi có trách nhiệm nặng nề để nỗ lực đối phó với những rủi ro khủng khiếp. Được mệnh danh là vị nhạc trưởng đại tài của Fed, Greenspan, người đã điều hành Fed trong giai đoạn bùng nổ 1987-2006, cho biết vị trí quyền lực này đã từng làm cho ông cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên, ông đã vượt qua cảm giác lúng túng này một cách dễ dàng. Nhưng Greenspan cũng chịu một vài chỉ trích là đã góp phần gây ra khủng hoảng nhà đất và làm cho thị trường trở nên quá nóng. Điều khó khăn nhất cho những người ngồi trên chiếc ghế của Fed chính là họ chỉ có thể dự báo một phần tương lai, trong khi mọi người đều kỳ vọng họ phải có khả năng ngoại cảm tuyệt đối. Vị chủ tịch đương nhiệm của Fed là Jerome Powell chắc chắn cũng đang cảm thấy áp lực khi ngồi trên chiếc ghế quyền lực này. Trong một thông báo đưa ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng là một người lãnh đạo tài năng và quyết đoán, ông Powell sẽ kế thừa người tiền nhiệm để có thể dẫn dắt nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng 2007-2009. Tuy nhiên, để có thể đáp lại những kỳ vọng của Tổng thống trong việc lèo lái con tàu kinh tế Mỹ thì vẫn còn rất nhiều khó khăn và sóng gió đang chờ đợi ông ở phía trước. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.